có tầm nhìn hướng ra hồ nữa. Oh, nhưng mà rất tiếc là bây giờ là tối rồi nên là... Chào mừng với các anh chị đã đến ngôi nhà Lũng Cú Lake View nằm giữa thôn Lô Lô, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là cực bắc của Tổ quốc mình và bên cạnh là cột cờ quốc gia Lũng Cú. Hiện tại bây giờ nhiệt độ cũng đang rất là lạnh, chắc cũng rơi vào tầm khoảng 10 độ anh nhỉ? Khoảng 12 độ, ban đêm khoảng 8 độ. Hôm nay thì em rất hân hạnh được đón các anh chị. Thì chuẩn bị cái bữa tối hôm nay thì tất cả đều là nông sản thứ ở bản địa hết. Bánh đá làm bằng gạo rất đẹp đẹp, là để xôi là xôi ngũ sắc của bà con trên này. Yeah, xôi ngũ sắc rồi. Mà đây lại còn có một nữ hoàng tinh bột nữa, Hồng Vân. Đặc biệt nữa tối nay thì sẽ mời anh chị thêm một hai cái món nữa mà vừa mới chuẩn bị xong. Đấy là chính là cái chiều nay các anh chị đã làm. Mềm mép ăn. À dạ. Khoan. Bây giờ dễ ăn. Anh chị nhá, cái mà anh chị bảo chiều nay ăn mèn mén mà nó bứ cổ ấy thì đây chính là đậu chúa đây. Đây hả? Chúa đúng rồi. Thực ra là nước đậu của mình ấy. Ừ. Tào phớ đấy. Nó nấu với lại cả chan với lại cái mèn mén là nó sẽ không bị. Vâng. Đây này. Bạn đây thức ăn chính mà con. Cái mèn mén này thì vì là trên này người ta không có nước để trồng lúa nước được. Và chỉ một năm chỉ có một vụ ngô, tùy thuộc vào thời tiết là sang ngay sau Tết. Ban nãy cô Vân với chú hỏi rồi là chị thích ăn mèn mén hơn hay là ăn gạo? Thì chị nói là ăn chị khi cơm là bị nhớ mèn mén. Ăn cơm thì bị nhớ mèn mén, thèm mèn mén. Tức là nó tạo thành một cái thói quen và nó cái gì đấy rất là thân thuộc với người ta rồi. Dạ. Trong cái bàn hôm nay ấy, tôi nói là tôi rất vui là bởi vì tự nhiên mình có một cái cuộc gặp gỡ nó quá ý nghĩa này. Dạ. Nó hơn một bữa ăn bình thường. Tự nhiên là tụ họp quây quần của nhiều thế hệ khác nhau. Và mình vẫn ngồi được với nhau ở đây, vẫn nói chuyện được với nhau. Từ nãy giờ tôi nói chuyện tôi chưa thấy mọi người ngáp hay mọi người chán. Chứng tỏ là gì? Giữa các thế hệ cho dù cách nhau cả mấy chục năm đi chăng nữa thì vẫn có một cái sợi dây xuyên suốt. Cái sợi dây đó, đấy là cái gì? Đấy chính là cái văn hóa, đấy chính là cái yếu tố về tình cảm, về con người với con người. Thì tôi nghĩ là cái đấy là cái cực kỳ quý. Đấy, nó có thể là vô tình, nó có thể là cố ý, nhưng mà gì, những cái sợi dây đấy ước gì nó đừng bao giờ nó đứt. Không bao giờ đứt được. Đừng có bao giờ nó đứt. Tôi là người hạnh phúc mỹ mãn. Ta biết ơn cái gì chúng ta có. Và cái sợi dây kết nối dài nét văn hóa và những thế hệ không bao giờ có thể dừng lại được như chú Sâm nói. Đặc biệt là chị Lý, một người mà mọi người ở đây rất là yêu âm nhạc của chị Lý. Và chị Lý cũng là người đang cố gắng gìn giữ cái sợi dây đó bằng những cái tác phẩm âm nhạc của mình, ví dụ như là những khúc ca Việt cổ chẳng hạn. Dạ, ở đây con chắc chị hơi là hơn Vi một xíu thôi. Dạ. Hơn Vi. Thì cái dự án mà những khúc ca Việt cổ chắc con nói lại để cô chú ở đây mà ai chưa biết thì con chia sẻ. Thì chỉ rất là đơn giản là con cùng với những người bạn thì chạy trên một cái xe buýt thì đi qua một số cái vùng văn hóa rất là đặc trưng và mình xin gặp những người già ở đó để mình xin họ nghe một cái khúc hát ru thôi. Tại vì mình tưởng tượng là mình đến ở vùng nào thì người ta cũng sẽ biết hát cái tiếng dân tộc của họ, nhưng trên thực tế là không phải. Thì khi bọn con đi thì không còn nhiều người nhớ những cái khúc hát của dân tộc họ nữa. Thì những cái người mà nhớ là thường là những cái cụ già. Thì bọn con sẽ xin họ hát cho mình nghe. Sau đó mình xin họ là có được phép ghi âm không, người ta cho ghi âm. Mình xin ghi hình họ luôn để có tên, có tuổi họ hát. Thế mình đăng lên lại trên mạng cho mọi người xem là cái khúc hát gốc của người Mông là thế này. Nhưng mà vì nó quá hay, sau đó thì con xin phép họ là để con được chuyển soạn để có cái phiên bản tiếng Kinh cùng với lại phiên bản dụ một bài hát người Mông, một bài hát người Dao. Lúc mình làm thì mình cũng nghĩ nó đơn giản thôi, là ở trong nhà mình có nhiều cái đồ hay như vậy. Và giống như mình sinh ra trong nhà bố mẹ mình rất là giàu và có nhiều đồ xịn, nhưng mà mình không có biết là mình đang có đồ tốt ở trong nhà, hay là mình sẽ không biết giữ. Thì con thì cũng giống như một cái đứa con ở trong nhà mình, lớn thì mình bắt đầu mình phải biết quay lại để xem thử trong nhà mình đang có cái gì. Giống như chiều nay cô chú chơi ấy, chơi với lại cái cô Xuyên à? Chị Xuyên à, hát rất là hay. Nếu mà mình đi ngang qua mình chỉ nghe họ hát và sau đó thành một cái cơn gió thoảng qua và mình quên mất. Và cũng không, trong làng cũng không có nhiều người hát được đâu. Cái trải nghiệm của con là vậy. Ta, những người, có cái người là người giao tiền ấy,
Người ta có bài hát là đặt tên cho con. Tức là tên cái bài hát là đặt tên cho con. Vì cái bài hát đó là chỉ chuyên đặt tên, cái bài hát họ không có tên nhá. Giống như cái khúc hát ru cái họ muốn cái đứa con đó là có tương lai tươi sáng rồi mạnh khỏe rồi giàu có hạnh phúc thông minh gì đó, họ sẽ hát hát theo cái ngẫu hứng của cái người mà hát ấy. Còn cái làn điệu thì vẫn giữ như vậy. Cháu có thể hát mấy câu để hình dung ra cái nhạc cái hát khúc hát của họ là khi cháu làm lại thì nó đã cháu hát lại nhá. Thì nó không phải chính xác 100% mà cháu phải xin lỗi trước. Nó là như thế này nè. Pick up a lá vải. Pick up ngái ma phi. Sao hư phai hào ca. Uồn hơn bó khâu xa. Rất là dễ thương ha. Nhưng mà tiếng kinh nó là tiếng kinh nó sẽ là giọt mưa bao phủ trời. Ngập bờ đê đang dâng, châu lạnh cong yếm bạt, tông ngóng đứng chiếu nặng. Nhưng mà đương nhiên tiếng giấy của họ là cái nghĩa của nó khác. Con không có viết được cái nghĩa đó bằng tiếng kinh cho nó tình cảm. Cái tiếng cái bài đó là bài hát để ru con vịt. Vịt ơi, vịt đi chơi nhé, vịt ăn rồi vịt đi chơi. Là cái đứa trẻ đấy chăn vịt đó thì ru con vịt bằng cái bài hát á. Họ tự nhiên lắm, họ hát ru con, rồi họ hát ở ngoài đồng, rồi hát đi làm việc, rồi hát ru con vịt, ru con trâu, nghĩ là đơn giản nghe. Nó trẻ của nó chín chắn. Vấn đề là bây giờ có thực mới vực được đạo, vừa ăn mình ăn nói. Đi ha. Chú hỏi con mọi người, mọi người đang trách chú hỏi nhiều quá, chú hơi bị tò mò. Người già nhiều khi cứ kiểu như là cứ thích hỏi bọn trẻ. Cái người tiếp nối thứ hai đấy là chính là anh Okuda. Cũng nhiều tuổi, anh nghỉ hưu rồi. 6-7 tuổi. Nghỉ hưu rồi. Nhưng anh có một cái tình yêu với Việt Nam vô cùng. Và đặc biệt là Hà Giang. Và đặc biệt hơn nữa là chính là Lolo. Và trong hơn 10 năm nay, từ lúc anh nghỉ hưu thì một năm anh ấy sang đây 12 lần. Arigato. Arigato. Tại sao bác thích Hà Giang ạ? Đó là văn hóa của các dân tộc. Rất đa dạng. Đa dạng. Văn hóa. Văn hóa. Phong cảnh thiên nhiên. Phong cảnh đẹp. Dạ. Tôi nghĩ là Hà Giang là miền Bắc thì đẹp nhất. Bác đi các tỉnh miền Bắc đi hết rồi. Hết rồi. Hà Giang là đẹp nhất. Chúng tôi hỏi nhau, hỏi anh Vương là ông này phải có lý do gì hay là lấy vợ người Việt Nam cho nên ông yêu mảnh đất Hà Giang. Thế cuối cùng lại không phải. Yêu Hà Giang. Yêu Hà Giang. Không cần có vợ. Yêu Hà Giang thì đó là Hà Giang. Vợ ông là chính là Hà Giang rồi. Ban nãy Vân bây giờ đây Hồng Vân ban nãy mình mới nói về các cái lĩnh vực kia. Nhưng mà ngay kể cả Hồng Vân cũng thế. Hồng Vân, Thanh Thủy, Kim Tử Long luôn luôn muốn các cái thế hệ nghệ sĩ nối tiếp nhau. Đúng. Tức là em nha, cái cảm nhận của em như này. Âm nhạc thì có thể là quốc tế, phim có thể hòa nhập được với quốc tế, nhưng nghệ thuật sân khấu thì là bản sắc của từng dân tộc. Thì nghệ thuật sân khấu trong đó gồm có tuồng, chèo, bài chòi, cải lương và sau này là kịch nói phát triển. Như em thì em xuất thân từ kịch, thì em bảo vệ kịch. Anh Kim Tử Long, ảnh bên cải lương thì ảnh bảo vệ cải lương. Tức là ở Hà Nội á, thì nghệ sĩ có nhà hát, có nghĩa là mình có nhà. Nhưng ở miền Nam nghệ sĩ không có nhà, nhà là đi thuê hết. Và khi thuê thì chủ nhà vui thì cho mình ở, không vui thì đuổi mình đi. Thì nếu như mình nản thì mình sẽ bỏ thôi. Mình không làm nữa, mệt quá rồi. Thế nhưng mà không bỏ, không đứa nào bỏ. Vừa phải làm, vừa phải tìm cái hậu duệ của mình á, để nó tiếp tục nó duy trì cái đó. Thì bây giờ đầu tiên là bằng học sinh để truyền cho các bạn cái thực là sự yêu sân khấu. Thực sự thì ví dụ như một cái lớp học khoảng 30 đứa thì giỏi lắm mà mình tìm được hai bạn là thực sự mê sân khấu, còn lại là 28 bạn kia là học để mà qua điện ảnh. Long kể một lần Long đi diễn ở Mỹ á, dạ. Nhớ kỷ niệm đó không bao giờ quên được. Thì Long hát cỗ nhạc, khi mà giới thiệu Long ra, ta vỗ tay y rần, chỉ với một cây đờn thôi. Thì cái ông đạo diễn, ổng sau khi ổng nghe Long hát xong, ổng vào ổng gặp, ổng mới nói cái nhạc của anh là cái nhạc gì vậy? Anh đâu có biết đó là cải lương. Thì ổng, lần đầu tiên trong cuộc đời ổng mới nghe được cái âm nhạc này. Và ổng nói một câu mà trời ơi, tôi hãnh diện dễ sợ luôn, tôi hãnh diện vô cùng. Ổng nói là có thể là đất nước của tôi có thể bắt chước được rất là nhiều âm nhạc khác, nhưng tôi
tôi tin chắc rằng đất nước tôi không bao giờ bắt chước được cái âm nhạc mà anh đang hát. Trời ơi, mình cảm thấy mình hãnh diện dễ sợ. Đó là bản sắc. Đấy. Anh hát cái bài này là anh đã kiếm tiền bài này, anh đã mua được một căn nhà do bài hát này. Một bài thôi mà không có, không làm, chưa bao giờ không làm được vậy. Con thích sự thẳng thắn này. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Chứ tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh, ngã bài sợ cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào cửa giường em đã khóa kính từ năm nào. Tôi dắt đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sớm rầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của em sao trương văn tanh, trong gió lạnh chiều đông bồng quai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu tròn ở đời không phai. Oh. Hay quá. Lạnh quá, lạnh quá. Hay quá. Cái bài này không mà một cái căn nhà. Sao đây tôi đi tập cái bài này nè. Thì ra cũng mua được nửa căn nhà đúng không? Dạ. Cái cánh cửa thôi cũng được anh. Vấn đề gì hết. Có một cái bài hát, bài này nhạc pop thôi, con mới viết lúc con đi cái tour châu Âu vừa rồi. Có một cái chú người Việt Kiều, chú họa sĩ sang Đan Mạch từ rất là lâu rồi. Chú làm cái bài thơ, thì cái bài thơ của chú nó tự dưng nó giống như từ nãy giờ chú Sâm có nói về cái ý nghĩa của một cái bàn chúng ta có nhiều thế hệ và tạm gọi như là mình đúng rồi, hòa quyện vào nhau. Hòa thì mình chưa biết là có hòa không. Không, nhưng mà giao hòa. Nhưng mà giống như là mình mở cửa ra một xíu. Có người thì mở nhiều, có người thì mở ít. Thì cái bài hát này nó tên là cái bài là Vườn Nhà Tôi Không Có Rào. Vườn Nhà Tôi Không Có Rào. Cái bài hát của chú đó là 73 tuổi rồi, nhưng mà cái lời thơ của họ nó trong sáng lắm. Thì con nghĩ là nó chắc nó cũng hơi phù hợp. Thế cháu nghĩ là những người trên 60 không trong sáng à? Dạ không. Sai lầm. Một nét ngây thơ thuần khiết. Dạ. Trong cái bài thơ đó là người, cái chú đó chú miêu tả là chú rất là yêu cái khu vườn của chú. Và cái vườn của chú là nó không có cửa và nó không có biên giới. Mà chú nói rằng mà bạn có biết không, cái khu vườn ấy á, bạn có biết nó là cái gì không? Nó chính là tâm tôi. Thì cả cái bài hát đó là nó nói về cái điều rất là đơn giản như vậy thôi. Cái mình thấy hay quá. Thì con ở đây con xin tặng các cô chú, tặng Vi, tặng cả đoàn làm phim cái bài hát này. Hồi chưa bao giờ hát ở truyền hình. Yeah. Lần đầu tiên. Có nhiều lúc mình cũng gặp khó khăn, hay nhiều lúc mình cũng trong trạng thái sức khỏe không có tốt hay là tâm lý không có tốt. Mình cố gắng một xíu thôi. Mình dễ thương thì mọi thứ nó có thể sẽ dễ dàng hơn một xíu. Và đương nhiên sẽ có những ngày mình không dễ thương lắm đâu. Thì cũng đành chấp nhận. Chúc cho tất cả chúng ta đang ngồi đây được dễ thương với nhau. Dễ thương với nhau. Tôi rất yêu khu vườn trong ánh mai. Tôi cũng yêu trong ánh trăng. Nghe tiếng chim đang gọi nhau líu lo, nhìn hoa lá vừa nhảy múa. Tôi rất yêu
khu vườn trong nắng tươi. Tôi cũng yêu trong gió đêm mưa. Tôi đếm xem bao giọt rơi xuống đây, thì thầm nói mình đang nhớ. Ánh trăng tàn vườn hoa hay nắng với những vì sao. Tiếng côn trùng gọi nhau trong trí lấp ló buồn vui. Dắt nhau vào vườn tôi như thế có cánh cửa không. Dắt nhau ùa vào đây như muốn thắp sáng đời tôi. Tôi rất yêu khu vườn trong nắng tươi. Tôi cũng yêu trong gió đêm mưa. Tôi đếm xem bao giọt rơi xuống đây, thì thầm nói mình đang nhớ. Ánh trăng tàn vườn hoa hay nắng với những vì sao. Tiếng côn trùng gọi nhau trong trí lấp ló buồn vui. Dắt nhau vào vườn tôi như thế có cánh cửa không. Dắt nhau ùa vào đây như muốn thắp sáng đời tôi. Giang ơi. Chốc nữa con hát lại câu đó thì con muốn cả nhà cùng hát, vườn nhà tôi không có rào nha. Yeah. Ánh trăng tàn vườn hoa hay nắng với những vì sao. Tiếng côn trùng gọi nhau trong trí lấp ló buồn vui. Dắt nhau vào vườn tôi như thế có cánh cửa không. Dắt nhau ùa vào đây như muốn thắp sáng đời tôi. Giang ơi. Tôi muốn yêu không sợ không đắn đo. Mà người phát là không đắn đo. Không đắn đo. Tôi muốn yêu như phút ban đầu. Ban đầu. Như cách yêu khu vườn trong chính tôi. Trong chính tôi. Vườn nhà tôi. Vườn nhà tôi. Không có. Và chào mừng tất cả chúng ta. Con nghĩ là đây là một cái buổi tối khá là tuyệt vời. Như chú Sang mà nói, có rất nhiều thế hệ ngồi đây với nhau. Và sự hiện diện của mỗi người đã là một đại diện cho nét văn hóa. Bởi vì mình là người Việt, mà càng tuyệt vời hơn khi nét văn hóa đó lại càng được củng cố và được đa dạng bởi những tài năng, cống hiến và tâm tư của tất cả mọi người. Chúng ta đã làm chơi từ sáng đến tối muộn rồi. Con thấy trăng lên rồi đó. Chúng tôi cũng muốn gửi lời trân trọng cảm ơn tới nhà tài trợ chính thức nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold, cung cấp dinh dưỡng toàn diện giúp ăn ngon ngủ ngon, đã đồng hành cùng chương trình. Hôm nay thì ở đây có fan club của chị, trong đấy là trưởng fan club là cô Thủy và em. Thế rồi sau đây là chắc cô nghĩ là con sẽ bị cô Thủy làm phiền đấy. Bởi vì cái rơ này quá hợp với cô Thủy. Cái rơ này hợp cô ạ. Đó, đó là nàng thơ của chúng tôi. Trao tình cùng cây lá đông dành tặng cho em, nhưng khác không biên trường. La 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 la, tôi yêu người em gái. La 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 la, tôi thèm làm người điên. Và xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm máy bay, hoa kiếp thành cơn gió. Cô yêu vạn người rừng, yêu thêm ngàn người điên. Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ở hờ. La 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 la, tôi thèm làm người điên. Tôi yêu người em gái. La 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 la,
tôi thèm làm người.